Rồi, xin chào cả nhà, chúng ta lại quay lại tiếp tục cái video kế nữa. Video lần này thì có một số cái là cưa gấp và một số cái dụng cụ linh tinh khác. Rồi, bây giờ chúng ta lại vào cái sản phẩm đầu tiên. Quên nhắc là số điện thoại của mình là 0933119646. Những anh em mới vào á, những anh em mới mà đăng ký mới xem á, thì anh em xem khi đặt hàng thì nhắn tin vào số điện thoại này. Và cái thứ hai nữa là anh em đón những cái video mới nhất của mình, bình thường lên vào lúc buổi chiều hoặc là vào lúc 8 giờ tối. Tại vì buổi sáng thì mình thường là buổi sáng là 8 mấy 9 giờ mình bắt đầu mới làm việc. Mình ngủ tới 8 9 giờ này. Mình thức khuya lắm. Đó. Cho nên mình thường là lên video vào buổi chiều khoảng 1 2 giờ. 11 giờ, 12 giờ, 1 2 giờ cũng chừng đó. Rồi anh em xem những video mới á, những video cũ có thể là nó chỉ còn một, mình đã bán hết, chỉ còn một vài cái thôi, một vài mã, thì một vài mã đó mình sẽ để đó và mình sẽ dồn lại phía mình sẽ làm lại cái video mới sau này. Cho nên những anh em mới vào thì nên xem những cái video mới. Rồi bây giờ chúng ta lên cái thứ nhất đầu tiên, đó là cái kìm có cái kéo cắt tôn nội địa Nhật. Kéo này thì mọi người đều biết rồi, nó có cái cò xo nè, trợ lực nó cắt rất là lực, nó cũng khá là dày, rất là lực. Kéo này mình bán cũng mấy cây đó, cũng dùng rất là êm luôn á, rất là êm. Cái này thì mình bán với giá là 250.000, mã là 1854. 1854 với giá là 250.000. Rồi, cái nữa đến cái này đó là cái bộ mũi vít, sắt, mũi phan sắt. Mũi phan sắt mà cái đuôi lục giác gắn vào máy bắn vít. Và cái này thì nó không phải là nội địa Nhật mà là made in China của thằng Lilet á. Lilet này nó sản xuất tại made in China và Đài Loan. Ở đây nó chưa sử dụng nha mọi người, cái này nhưng mà nó thiếu hai mũi. Nó từ 1.5, 2.5, 3, 3.2 đây nè, mình đọc hỏi người mọi người xem giùm. Đó thì nó thiếu hai cái, nó chống hai chỗ nè, nó thiếu hai mũi. Bộ này thì mình bán với giá 150.000, mã là 1420 với giá 150.000. Rồi cái đến là ở đây là một cái cuộn chỉ nẹp á mọi người, chỉ nẹp mà mình dán cạnh vào cái cạnh của những cái gỗ công nghiệp á, gỗ ép, gỗ MDF này nọ đó. Thì đây nó của nội địa Nhật, nó có keo sẵn nè. Ở đây nó dán vào những cái cạnh nè, thấy không? Cái này thì bề ngang của nó là 18 ly. Là dùng cho những cái mẫu dán 18 ly đó. Và cái chiều dài của nó là 8 m, chiều dài 8 m nha. Ở đây mình bán nguyên một cặp này với giá 100.000, tức là 16 m. Mình không biết bên ngoài bán bao nhiêu, bên ngoài thì không biết là bao nhiêu, nhưng cái này thì của hàng của nội địa Việt, mình nghĩ là cái keo nó sẽ tốt, keo nó bám dính tốt hơn cái keo của mình đó. Thì đây nó có cái màu này, cái màu đó nè, thấy không? Cái màu đó đó, tức là dán ở hay những cái cạnh dán đó. Cái này mình bán với giá 100.000, mã là 1855 với giá 100.000 cho hai cái như thế này, giá 100.000. Rồi ở đây là cưa gấp hiệu 3. Ủa, cái này hiệu cái này của thằng Isunoko này, black vậy nè. Nói chung là cũng hàng nội địa Nhật nha mọi người, in Japan, rất là sắc. Đây nó giá 500 mấy nè, 2000 mấy á. Thì mình bán mỗi cây ở đây là giá 400.000. Bốn trăm nghìn, mã là đâu rồi, 1734 với giá là 400.000. Thì ở đây nó có hai cây giống nhau, đó là một cây ba hiệu Bakuma và một cây là hiệu mà cái cây này mắc hơn thì có Bakuma đó. Cây này hiệu Ishinoko vậy nè, tức là cái lưỡi của nó, kích thước lưỡi của nó là 210 mm, tức là mở ra thì nó tổng dài của nó là khoảng 420 mm. 420 là khoảng 4 tấc mấy, full mới luôn nha. Này thấy không, thấy bóng lưỡng luôn, mình không có khui ra luôn á, nó vì nó chưa sử dụng, tất cả là chưa sử dụng hết, full mới, rất là dày nha mọi người.
Ủa rất là im nha. Cái cây tay cầm cao su nó rất là mềm mại. Đó. Thì ở đây có 3 cây. 3 cây, một cây là giá là 400, 400.000 một cây. Mã là 1734, 1734 với giá 400. Rồi, cái đến là một cái cũng là cưa gấp nữa, nhưng mà cái này nè, nó cái lưỡi của nó đó, là cái lưỡi để nó dùng, nó làm cái lưỡi này để dùng cắt ống, tức là cắt ống cái này full mới hết, tại vì cái này nó kết hợp cái bao bì nó bị lâu ngày nó bị lão hóa nó bể nên mình bỏ đây. Nó để đây này, pay pay tức là cắt ống. Cắt ống là ống 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 nhựa của mình đó, ống PVC đó, ống nhựa Bình Minh rồi đó. Thì cái này nó dùng để cắt ống đó, hoặc là cắt những cái sợi nhựa, cắt ống nhựa. Thì mà cái này nè, bây giờ hiện tại thì nó không, mình ở đây mình không còn lưỡi này. Lưỡi này nó có 21 thôi, mình thì có lưỡi 24. Cho nên là mọi người có thể mua tạm thời này, sử dụng cái này để cắt ống. Mình sẽ sang năm mình sẽ nhập về, mình sẽ mua cái những cái lưỡi để đầy đủ kích thước cho anh em. Tại vì ở đây hiện tại mình có lưỡi 24 thôi, cũng 4 năm lưỡi, lưỡi 24. 24 cm, thì cái này nó 21, 21 mà nó gắn vô đây vẫn được thôi, gắn vô bình thường, nhưng mà nó bị dư ra khúc này, dư ra khúc này. Cho nên nếu anh em mua thì bây giờ mua có thể sử dụng này để cắt ống mình để dành. Rồi cái tới khi nào mình có cái ống mình sẽ có lưỡi lưỡi thì mình sẽ mua thêm cái lưỡi lưỡi kia, tức là lắp vô cái lưỡi này. Nó đều giống nhau hết, cái lưỡi á dễ tháo lắp á, dễ tháo. Thì một cây này mình bán với giá là 300, 300, mã là 1800, 1800 với giá 300.000 một cây. Rồi, đây là cái kéo kéo đứt, kéo bíp. Ở đây nó rất bén nha, kéo 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 đứt thì khỏi chê rồi. Kéo bíp á, kéo bíp là mình không có chê được được với nó luôn á. Đây. Rất là bén. Rất là bén. Ở đây mã là 1853, 1853. Đây. À, ở đây nè mọi người thấy nó bị gỉ sét nè. Tức là cái này là sao? Nó là thép không gỉ. Hôm qua mình tại là tại vì khách hàng này hồi xưa là mình bán ở Facebook. Bán ở Facebook. Mà mình có quảng cáo, tức là mình tại vì mình post một cái bài mình nói là kéo thép không gỉ. Thép không gỉ. Mà sau một năm ảnh mua hàng hồi là hồi tháng 7 năm rồi. Tháng 7 năm rồi mà đến năm nay bắt đầu ảnh mới cái ảnh không biết sao tự nhiên cái hôm qua nhắn tin cái kiếm cũng hơi hơi quạo, bắt đầu cái kiếm chuyện. Tức là nói là sao mình quảng cáo là nói là cái kéo của mình á là nói là giới thiệu là thép không gỉ, nhưng mà sau sử dụng á một năm á ổng để cả năm trời rồi, bây giờ nó gỉ sét hết trơn luôn. Nó gỉ không phải là gỉ sét hết trơn mà cái cán, nguyên cái thân cán này là nó là cũng là thép không gỉ, nhưng mà nó không bị, mà nó bị chỉ cái lưỡi, tức là cái lưỡi mình đã tác động vào nước và những cái hóa chất, ví dụ như trong nước mình cắt cái này cái nọ nhựa rồi đó, nó có những cái tính axit này nọ, nó ăn mòn, nó sét, làm sét cái bề mặt này đi đó. Thì nói mình đó là nó gian dối, tức là nói thép không gỉ nhưng mà tại sao là nó bị gỉ hết. Thật sự thì bán hàng này mình không có muốn, mình không có cái sự lừa dối, mà tại vì có khi á, những cái hàng này mình không có biết được, đôi lúc nó có những cái mình không kiểm soát được chất lượng đó. Mình quảng cáo khi đôi lúc mình nói gì đó chứ người ta xài rồi á, người ta mới cảm nhận được. Mà mình thì mình có những cái mình cũng hố, cũng hố lâu lâu nó cũng phải hố vài cái, sai vài cái. Như cái này đây là thép không gỉ nè. Thép không gỉ không phải tức là nó không, tức không phải là nó không sét, hẳn là không sét, nhưng mà nó có nó chống rỉ thôi. Tức là chống rỉ là những cái thành phần nó làm trong này nó cấu tạo lên, nó chống rỉ, tức là ít hạn chế bị gỉ, chứ không phải là gỉ không gỉ. Chỉ inox 304 á thì may ra nó sẽ không gỉ, nhưng mà nó vẫn có gỉ, nhưng mà ít thôi. Như cái này nè, cái này là thép không gỉ nè, nhưng mà nó sử dụng nè vẫn gỉ nè, thấy không, nó vẫn gỉ. Tức là này nó sử dụng nó không để bảo quản bảo dưỡng, nó vẫn bị gỉ đó. Kéo thép không gỉ đó, nhưng mà nó vẫn bị gỉ. Cho nên là mình cũng, mà anh em khi mua lại là nó sao mà nó thép không gỉ mà nó bị gỉ là không không tìm hiểu cái chỗ này giúp em. Rồi cái này mã là 1853 với giá là 200,
với giá là 200, giá 200.000. Rồi kế đến nha, kế đến là cái cặp đục thép. Cái cục này thì xài rồi, cái này xài rồi, xài rồi nó đục, cái mỏ này nó không còn được đẹp nữa, mỏ nó không còn được đẹp nữa đó. Này ít thép SK6 nè. Cái này chiều dài nó bao nhiêu không biết, mình đo nó. Chiều dài của nó là 22 và bề rộng của cái lưỡi này là 25 ly. Chiều dài là 22 cm, chiều rộng là 25 ly. Và cái này đục này, đục nhọn này thì mới luôn, chưa sử dụng. Rồi chắc mình nghĩ nó có sử dụng quá ta, tại vì nó có quấn cái này nè. Nhưng mà cái đầu này còn mới chát luôn. Và đường, cái này cây lớn nha, đường kính nó lớn. Đường kính nó tầm 22 đó, 22 ly đó. Đó, 22 ly. Thì nguyên cặp này mình bán với giá 150, mã là 9378. 9378 với giá 150. Rồi. Cái đánh là cái gì đây? Đây là những cái kìm nguội. Hôm kia em kìm mình bán vừa và mới hết vài mấy cây đó. Nay lôi ra đâu được vài cây nữa nè. Hết luôn rồi đó nha. Cái đấy là đợt sau nữa, tuần sau nữa mình nhập về một vài thùng nữa là bán xong nghỉ Tết luôn, ăn Tết luôn. Qua năm sau mình chiến tiếp. Qua năm sau này mình sẽ củng cố lại, sẽ rút kinh nghiệm nhiều cái, còn nhiều cái sơ suất, nhiều cái lắm. Do bán hàng mà, mình càng ngày mình muốn phát triển, mình phải lắng nghe nhiều ý kiến, rồi từ từ mình khắc phục thôi. Đây, một cái cây này là cây của thằng Trispear là ba bia đó, ba bít, bia bít chuyện biết mình đọc, mình cũng tiếng Anh mình dở lắm. Đây, full mới luôn, full mới. Mới chưa sử dụng, có bao bì đầy đủ, rất là đẹp, rất là ok, giống như thằng Fujiya luôn. Cái thằng Chibis này nó làm cái chất lượng nó giống như thằng Fujiya, rất là trơn tru, rất là đẹp, bóng bẩy, không có ấy. Nó không có bay dớ và nó này nó làm sạch sẽ hết các thứ cho này. Nó không bị bay dớ hay là gì hết. Thì một cây cây lớn này là 200 ml, thì cây hay lớn là mình bán giá là 200. Mã là 1419. 1419 với giá là 200 cho cái cây lớn. Và cây ngắn 175 ly, ngắn 175 thì giá là 108, mã là 1851 với giá 108. Đó. Còn cây nữa, còn một cây kìm nguội của thằng Luster. Một số anh em thích cái Luster lắm, thích cái hình cái con tôm nè. Đó, Luster. Thì cái cây này mình thấy nó làm cũng ok, nhưng mà nó không bằng cây Barbis này. Mình thấy cái này nè, về cái độ mà nó làm, nó đánh bóng, nó hoàn thiện cái sản phẩm thì nó không có bằng thằng Barbis này. Này thấy không, nó đánh chưa tới đây, nó chưa đánh hết nè. Đó, trong này nó cũng vậy, nó không có được chỉnh chu như cái kia thí dụ 100 thì cái này nó khoảng 90 thôi. Đó, có cái này đây thì nó có được cái răng như thế này. Cái này thì kích thước 175 ly. Và mình bán với giá là 170, mã là 1348. 1348 với giá là 170.000. 170. Rồi. Vậy đây. Đây là cái bộ dũa mọi người. Bộ dũa năm phải bộ dũa mà cái này nó tầm một đống đây này, rồi mình cứ gom lại đây rồi mình bán thôi, chứ mình cũng không biết là nó nằm ở xuất xứ ở đâu và nó nằm thùng nào nữa. Thấy nhiều mình cứ gom lại. Nó ở đây nó có dũa kim cương, dũa thường luôn. Dũa kim cương thì có 5 cây dũa kim cương và 5 cây 7 cây dũa thường, 7 cây dũa thường và 5 cây dũa kim cương. Nhỏ xíu, nhỏ. Tam giác có, tròn có, vuông có, ba cạnh có luôn. Đó. Thì ở đây là nó 11 cây dũa nhỏ như thế này. Cây dũa nhỏ nè. Không? Có cây đã sử dụng. Chứ không phải là không có nha, có 1-2 cây nè, có 1-2 cây nè, 1 cây, 2 cây, 3 cây. 4 cây luôn. 4 cây nó có dấu hiệu sử dụng rồi, nó dũa rồi. Rồi,
4 cây này thì mình bán với giá là 150.000 nha. Ủa, một chùa 11 cây này nguyên mới này đó. Đâu rồi, mã ở đâu rồi? 1847, 1847 với giá 150.000. 847 rồi, ok. Đây, ở đây là hộp cưa chưa khui thùng luôn, chưa khui hộp. Ở đây nó 12 lưỡi. 12 lưỡi. Như lần trước thì một tép như thế này là 12 lưỡi. Mình bán với giá 100.000. Cái này nó lịch sự hơn cái là nó có được cái hộp để đựng. Đó, với giá là 100.000, mã là 7484 với giá 100.000. Này phần lưỡi nó mới hơn ha. Giống như cái kia ha. Rồi, ở đây là một cái bộ vít Stanley. À, Stanley thì mọi người biết rồi, Stanley mới bây giờ nó là Taiwan. Nó không có Mỹ. Có những cái đời cũ thì nó là Mỹ, còn có này nó là Đài Loan. Ở đây nó có 5 mũi, 6 mũi, ổ 7 mũi. Nè, 7 mũi, cái này loại lớn nha, loại lớn. Cái này nó khoảng 15cm á, 15cm. 15, khoảng 13, 12 chứ, 12cm. Thì cái này mình bán với giá 130, mã là 1848 với giá 130.000. Tức là cái cây này mọi người gắn vô đây đó, để có chiều mũi á. Rồi, ở đây là bốn cái dao Nhật Bản, dao này đi Nhật cũ rồi, sét rồi. Là nó bị thép đen, thép carbon nhiều cho nên nó bị sét. Có một cái cây này mình tính là để mình làm lại cái cán nhưng mà không có thời gian nên thôi mình bán luôn, mình gom lại bán luôn. Tại vì cái cây này nó dày nè. Ít khi nào mình có được cái cây dày đó, mình mua thường lúc trước mua đó là nó cái cây nó cũng bản khoảng ba lớn thôi nhưng mà nó cái chiều dày này nè, nó không có dày. Chiều dày nó không dày lắm. Còn cái này nó dày nè, cái này dày. Nó dày được 3 ly. Đó. Cái bản ngang của nó thì được 56. Còn cái này nó xét rồi. Nói chung là những cái cây nó đã xét hết, mọi người muốn mua mọi người về mài lại hết, làm lại spa nó lại, tút nó lại, tút tát nó lại để cho nó đẹp trai, nó ăn Tết luôn ha. Cho nó ăn Tết luôn. Này chữ Nhật nè. Ở đây thì một cây này, hai cây. Bán luôn 4 cây luôn, 4 cây. Cái cây này cũng vậy. Đây, nó đây là stainless. Để mọi người, để mình nói nè, đây là một cái minh chứng cho thấy là thép không gỉ nè. Nhưng mà nó vẫn bị gỉ. Thép không gỉ nhưng mà nó vẫn bị gỉ. Nó cái cây này nói chung cái hàm lượng carbon nó cao, nhiều hiệu của hiệu cai nè. Carbon cao nó bị xét vậy. Mọi người về mài lại, tức là những cái dao này nó lục hết nha, nó lục không có cây nào bén đâu. Không có cây nào bén mà cái mày chịu mài lại là bén tới xương luôn. Đó, không có cây nào bén hết. Cái này thì kích thước nó là 28 cm. Còn cây dài nhất, không có cây nào dài, cây nó bằng nhau. Có cây bản này. Cái bản này thì nó được 32. Còn cây này của Đức nè, của Đức. Cây này của Đức. Cái này cũng còn đẹp. Chúng ta về mài lại. Nó bị gãy mũi. Cái mũi này thì cái mũi này nếu mình dùng gia đình cũng không ảnh hưởng gì hết, nó chả có tác dụng gì. Mũi nhọn nhìn thấy cũng ớn. Đó. Rồi, 4 cây này mình bán với giá là 400 cho 4 cây dao này. Mọi người để là mua dao, 4 cây dao. Mình không có dán mã tại vì nó có một cái ngoài. Đó. Giá 400.000 cho 4 cây luôn. Không bán lẻ. Rồi, ở đây là cái kéo răng cưa. Kéo răng cưa nó như thế này nè mọi người, thấy không? Cái này nó vào tại vì nó làm cái này á là để làm thủ công, để làm da, làm giải, cắt giải. Có những cái trang trí mình cần những cái răng cưa như thế này nè, mình cắt. Có những cái kéo răng cưa dỏm thì nó không cắt, nó xài một lần hai lần nó lục nhách nè, nó cắt cái đường này nè, nó không có ngọt thì nó không có đều cái ảnh ở cái này nè, nó sẽ không có đều đâu, nó bị tưa hết. Còn cái này á, cái kéo này nó rất là bén tại vì nó là hai lớp thép. Mọi người sẽ thấy nó hai lớp thép gõ ngàn luôn. Thấy không? Nó có một cái lằn đen nè, nó làm hai lớp thép, lớp đen này là thép. Đó. Hoặc ở đây mình lúc trước mình có một cái anh nào đó anh mua anh dùng để kéo những cái bao bì á. Tức là anh sản xuất cái gì không biết nhưng mà anh bao bì đó anh đóng lại xong cái
ảnh cắt ngang cái này, ảnh cắt ngang để xé bao bì, để nó có cái găng cưa như thế này để mình cầm mình xé bao bì. Đó, nó cũng nhiều tác dụng. Mình có thấy cái tức là nó làm thủ công rồi có thể là để ứng dụng vô những cái công việc của mình. Đó. Thấy không? Nó làm như thế này, trang trí như thế này. Cái này mình bán với giá là 200, cực kỳ bán luôn. Mã là 1852 với giá là 200. Rồi, đây là cái cuối cùng. Đó là một cái mũi bắt vít, mũi để mũi vít vào đây nha. Rồi mình kéo ra nè. Như cái hôm rồi đó, hôm rồi mình có một cái cây bằng nhựa hay như bán cho ai ta? Cho anh Phượng ba với Bến Tre hay gì đó. Thế nè. Tức là nó cái kia hôm trước là nó bằng nhựa, ở đây nó bằng nhựa mình sẽ thấy được con vít, còn cái này nó không thấy được con vít. Nhưng mà nó bị bền hơn cái nhựa tại vì nó là bằng inox. Bằng kim loại, nó bằng kim loại. À, tức là mình sẽ cái đầu vít của mình ở đây, xong rồi bắt vít vô, mình kéo ra đây thì mình định vị được rồi. Mình để vô tường mình định vị được con ốc nó sẽ thẳng đứng với vuông góc với cái mặt tường. Đó. Thì cái này mình bán với giá 100, mã là 1432. 1432 với giá 100.000. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem cái video này. Số điện thoại của mình là 0933119646. Mình tên là Sang, mọi người đặt hàng xin nhắn tin hoặc gọi điện vào số điện thoại này. À, và những cái tin nhắn mà nếu em không có trả lời tức là những cái sản phẩm đó em đã bán rồi. Cảm ơn mọi người nha. Chào mọi người. À, hôm nay là cái ngày cuối năm rồi, ngày cuối năm của năm 2018. À, còn chuẩn bị sức qua năm 2019. Chúc mọi người năm mới có nhiều thành công, nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, nhiều may mắn hơn so với năm cũ. Rồi, chào tất cả mọi người nha.